Xin chào các bạn. Trong phần 1 và 2, chúng ta đã tìm hiểu cách soạn thảo ngôn ngữ JavaScript bằng trình soạn thảo JavaScript Editor Pro. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công cụ rất hữu dụng của trình soạn thảo này, đó là công cụ Debugging. Đây là một công cụ không thể thiếu đối với những người lập trình trong thời điểm runtime, để họ có thể phát hiện những lỗi mà họ không thể ngờ trong khi họ lập trình. Bây giờ chúng ta sẽ ví dụ một chương trình nhỏ. Từ đó chúng ta sẽ biết cách debug một chương trình JavaScript trên trình soạn thảo JavaScript Editor Pro là như thế nào. Ta khai báo một hàm bằng JavaScript. Chúng ta sẽ có hàm bằng hàm này có ý nghĩa là chia một số chia hàm chia phép chia divisions sẽ nhận hai tham số đầu vào là num1 và num2. Hàm này đơn giản, chỉ trả ra số num1 chia num2. Tuy nhiên, để chúng ta có thể debug dễ dàng thì tôi sẽ khai báo một biến nội bộ trong hàm division. Biến đó tên là tử số, được gán bằng đối số thứ nhất là num1, và mỗi số được gán bằng đối số thứ hai là num2. Sau đó tôi sẽ trả ra giá trị là biểu thức tử số chia mỗi số. Như vậy chúng ta đã kết thúc hàm division chia một số cho mẫu số. Và ở dưới tag body chúng ta sẽ viết một đoạn script script này sẽ truyền đối số, tử số và mẫu số và gọi hàm division, sau đó xuất qua kết quả của phép chia. Như vậy ta sẽ khai báo tử số. Bạn lưu ý biến tử số ở trong body này, ở trong script body này có phạm vi khác với lại tử số ở trong hàm division. Đây là biến hàm cục bộ của division, còn đây là biến hàm toàn cục của cả chương trình. Ta có thể gán nó vào một con số cụ thể là 10. Còn đối với mẫu số, ở đây tôi muốn ví dụ cho các bạn một trường hợp mà có thể người lập trình chúng ta không ngờ tới khi mẫu số có khả năng là không. Như vậy thì mẫu số có thể có khả năng một cái biểu thức nào đó. Tôi ví dụ 5 nhân 5 cộng 10 trừ 35. Đôi khi người lập trình chúng ta sẽ không để ý một cái biểu thức như vậy là không, và sau đó khi kết quả chương trình ra thì mới phát hiện rằng chúng ta đang chia không. Bây giờ đơn giản rằng chúng ta sẽ xuất ra kết quả thông qua đối tượng document và phương thức là write. Chúng ta sẽ gọi hàm division, và lúc này chúng ta truyền hai tham số vào tử số, mẫu số. Các bạn có thể kiểm tra kết quả thông qua việc chạy browser của mình.
chúng ta thấy một giá trị là infinities, nghĩa là không xác định, vô tận, vô hạn, và chúng ta không biết lý do là tại sao. Thì bây giờ chúng ta hãy sử dụng công cụ debugging để có thể kiểm tra cái giá trị của nó. Một, chúng ta có thể click vào hình con bọ ở thanh toolbar để chúng ta có thể bước vào công cụ debugging. Cách hai, các bạn có thể vào menu bar debugging, chọn debug. Và cách cuối cùng là các bạn có thể nhấn phím tắt Ctrl D. Đây là thanh công cụ debugging của chúng ta. Ở cửa sổ này sẽ thể hiện toàn bộ mã nguồn mà chúng ta vừa mới sáng tạo. Đây là cửa sổ output, cửa sổ sẽ xuất ra kết quả sau khi chạy đoạn mã Java script của chúng ta. Còn đây là cửa sổ gồm hai tab. Tab 1 là variables, sẽ liệt kê tất cả những cái biến trong quá trình mà chúng ta debug. Breakpoint là những điểm mà chúng ta muốn chương trình khi chạy sẽ dừng. Ở đây chúng ta có ở đây nó sẽ liệt kê tất cả những cái breakpoint mà chúng ta muốn đặt tại chương trình của chúng ta. Và có một điều lưu ý mà các bạn cần phải biết đến, đó là những dòng nào mà có hình chấm màu vàng như thế này thì các bạn mới có quyền đặt breakpoint. Tôi ví dụ các bạn chỉ cần rê chuột tới những cái dòng màu vàng, các bạn lít chuột trái vào thì các bạn sẽ có những điểm breakpoint. Các bạn để ý ở bên màn hình tay trái của tôi, trong tab breakpoint sẽ thể hiện liền tức khắc cái dòng nào mà có breakpoint. Ở đây là chúng ta thấy dòng thứ 7. Kế tiếp chúng ta muốn làm breakpoint dòng thứ 9 thì chúng ta click vào dòng thứ 9, và tương tự như vậy cho những dòng tiếp theo. Nếu các bạn click vào những dòng không có hình màu vàng này thì các bạn sẽ không làm được breakpoint. Và bây giờ tôi sẽ đặt breakpoint ngay tại dòng thứ 7 này để khi chương trình chạy, khi gọi hàm thì nó sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ kiểm tra những giá trị của biến. Ở cửa sổ bên dưới là cửa sổ các bạn có thể thêm những biến vào trong cửa sổ này để các bạn kiểm tra giá trị. Đó là cửa sổ watches. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thẩm tra xem những giá trị của biến như thế nào để chúng ta biết nguyên nhân tại sao chương trình chúng ta lại ra giá trị là infinity. Để chạy chương trình, các bạn bấm F5 hoặc là chọn vào cái nút có biểu tượng màu xanh như thế này. Thì lúc này chương trình sẽ dừng tại hàm mà chúng ta đã đánh breakpoint. Và để chạy những câu lệnh kế tiếp, các bạn sẽ chọn là step into. Các bạn có thể nhấn F11. Các bạn thấy là trong quá trình chạy thì công cụ debugger này sẽ chạy trên từng dòng, và lúc này nó gặp biến nào nó sẽ liệt kê cho bạn những biến ấy. Như các bạn thấy, tự số lúc này của chúng ta là 10. Chúng ta chạy tiếp, lúc này các bạn thấy nó sẽ tính toán và thấy mẫu số là 0. Và tới đây có lẽ chúng ta sẽ phát hiện được nguyên nhân tại sao chương trình lại ra kết quả là infinity, vì do biểu thức này đã gây ra mẫu số bằng 0, cho nên khi truyền vào hàm division thì kết quả nó sẽ ra như vậy. Nếu chúng ta vẫn còn nghi ngờ, chúng ta có thể tiếp tục step into vào trong hàm để chúng ta kiểm tra xem những đối số truyền vào có đúng như chúng ta mong muốn hay không. Các bạn thấy tiếp tục nó sẽ chạy vào hàm division, vì ở trong phương thức document.write chúng ta đang gọi đến hàm division này. Chúng ta thấy rằng tự số bằng 10, nguyên nhân là do num1. Ở đây chúng ta không có, nó không liệt kê biến num1 bởi vì
num1 này không phải là một biến mà là một tham số truyền vào. Chúng ta có thể kiểm tra giá trị num1 bằng cách chúng ta vào màn hình watches, chúng ta add watch. Các bạn gõ tên biến num1 thì các bạn sẽ thấy giá trị của biến num1, và chúng ta có thể kiểm tra tiếp tục biến num2 add watch. Và chúng ta gọi biến num2 vào, các bạn thấy là num2 bằng 0 đúng theo việc chúng ta đã truyền tử số và mẫu số tương ứng. Và như vậy chắc chắn khi các bạn chọn step into thì mẫu số sẽ là 0 và kết quả như các bạn cũng đã đoán được. Ở màn hình output nó sẽ ra là NA, NA, N tương ứng với lại infinities. Vậy khi chúng ta xác định được lỗi là do đâu, các bạn có thể đóng cửa sổ debugger này và các bạn sửa lại cái biểu thức để cho nó phù hợp. Ví dụ ở đây các bạn sửa lại là 2. Và sau đó các bạn chạy chương trình một lần nữa để kiểm tra. Các bạn thấy kết quả của chúng ta đã ra đúng theo như mong đợi. Ở đây là một ví dụ rất đơn giản cho vấn đề các bạn sử dụng công cụ debugger trong JavaScript Editor Pro. Dựa vào công cụ này, các bạn có thể kiểm tra được sự đúng đắn của chương trình JavaScript của mình. Và có một điều hạn chế, đó là khi sử dụng trình soạn thảo JavaScript Editor, các bạn chỉ có thể thẩm tra được trên tài liệu chỉ toàn là ngôn ngữ JavaScript. Khi mà chúng ta nhúng với các tag HTML thì chúng ta sẽ không còn cơ hội để debug. Như vậy là chúng ta đã xong loạt bài và tìm hiểu cách sử dụng JavaScript Editor Pro. Các bạn đã có một công cụ rất là hữu ích trong việc soạn thảo và lập trình bằng ngôn ngữ JavaScript. Xin chúc các bạn thành công trong công việc của mình. Xin chào, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở trong những video clip khác.